Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và may mắn. Quý vị thân mến, người Việt Nam chúng ta có câu trẻ kể cha, già kể con. Đó cũng là nếp sống, nếp sinh hoạt quen thuộc, ăn sâu vào đời sống của người Việt từ bao đời nay. Khi còn trẻ, điểm tựa vững chắc nhất luôn là cha mẹ. Đến lúc về già, lại chọn sống cùng con cái để tiện chăm sóc các chú, phụ giúp các con việc nhà để chúng yên tâm mà kiếm tiền. Thậm chí có nhiều người già còn dành hết tài sản của mình cho con cháu, bán hết nhà cửa, ruộng vườn, rồi lên thành phố sinh sống cùng con cái. Thế nhưng liệu đây có phải là cách tốt nhất hay không? Những chia sẻ của Ngẫm Sự Đời sau đây hy vọng có thể giúp quý khán thính giả, đặc biệt là những ai đã ở dốc bên kia cuộc đời, hãy cùng lắng nghe và rút cho mình bài học ý nghĩa nhất nhé. Nhiều lý do văn hóa, thói quen, điều kiện y tế, tài chính mà cha mẹ Việt có xu hướng phụ thuộc, hy sinh vì con cái lúc tuổi già. Tuy nhiên, bạn có bao giờ thắc mắc vì sao các quốc gia phương Tây chẳng bao giờ ủng hộ việc cha mẹ sống chung với con cái khi về già hay không? Ở những quốc gia ấy, cha mẹ và con cái luôn độc lập về cuộc sống. Con cái không cần quá đặt nặng trách nhiệm chu cấp tiền hay phụng dưỡng cha mẹ, mà cha mẹ cũng không tạo áp lực, bắt ép con cái phải chăm sóc mình. Họ còn tận hưởng tuổi già một cách an nhiên nhất, và có khi còn quyết định vào viện dưỡng lão thay vì sống chung cùng các con. Những đứa trẻ phương Tây từ bé đã được rèn thói quen tự lập rất tốt. Chúng tự mang áo, mang giày, tự xoay sở với đĩa thức ăn, tự đứng lên sau khi vấp ngã, tự mang một phần đồ đạc bên mình khi đi du lịch. Chúng ta trầm trồ nếu không muốn nói là ngạc nhiên, nhưng còn lâu trẻ em của ta mới làm được những điều tưởng chừng đơn giản đó. Bởi chúng ta có thói quen ôm ấp thái quá những đứa con của mình, ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Mà khổ nỗi, những cái ôm đó còn vô tình làm cho những đứa con quên đi nghĩa vụ mà chúng phải thực hiện với chính bản thân mình. Trước hết là ôm ấp về tài chính. Vì thương con nên dù con cái đã đi làm, cha mẹ vẫn nuôi ăn. Thiếu xe cha mẹ sắm, sợ con cực cha mẹ vội hỗ trợ ngay và vô điều kiện bất cứ khoản tài chính nào, thay vì chỉ giúp con với những cam kết nào đó. Người bạn cùng phòng trước đây của tôi, mặc dù đã ra trường và có công việc ổn định, nhưng vì thói quen mua sắm vung tay quá trắng, thế nên tiền lương chỉ tiêu chưa đầy một tháng đã hết, mà hễ cứ hết là lại bấm máy gọi ngay cho mẹ. Người mẹ thương con nên thấy con than phiền một chút là lại chuyển khoản ngay. Cũng có một số ít thì tư duy tiến bộ hơn nhiều. Tôi có biết một bé sinh viên khát khao một chiếc xe lít. Em đó tự đi làm thêm. Khi tích góp được một ít tiền, em mới mở lời với mẹ: con mượn mẹ một ít nữa mới đủ mua xe, hàng tháng con sẽ làm thêm để trả mẹ tới lúc hết. Nghe thật đơn giản nhưng tôi tin thế hệ trẻ bây giờ rất nhiều em không làm được. Chị tôi nhận tháng lương đầu tiên, về nhà là đóng tiền ăn cho mẹ mình, không chờ mẹ hỏi, mà nếu không đóng hay quên đóng cũng sẽ bị nhắc nhở ngay lập tức. Tôi thích cách mẹ hành xử với con cái về mặt tài chính. Mẹ đã tạo ra thế hệ các con có thể không giàu nhưng biết làm chủ với tài chính, không ỷ lại, không phụ thuộc, ra đời biết tùy nơi mà rộng hẹp, biết mồ hôi đã đổ xuống để kiếm được đồng tiền và trân trọng. Tiếp nữa là hy sinh sức khỏe để chăm con, chăm cháu theo kiểu mẹ đào hầm, tức là có bao nhiêu sức lực không dành cho mình và bạn đời nữa mà chuyển sang dành hết cho con, đặc biệt là cho cháu. Đứa con biết nghĩ con đỡ tuổi, nếu đứa vô tâm thì nó xem đó là điều hiển nhiên nó được hưởng, không mảy may suy nghĩ. Đời cua, cua máy, đời cái, cái đào. Với chúng, cua mẹ phải đào cho cái, cả con cái và vợ cái. Tôi gặp một bà đi đón cháu ở trường mầm non, không hề quen, nhưng bà bắt chuyện và vào đề rất nhanh. Thấy bụng đứa con dâu to ra, tôi nghi rồi, hỏi ra nó xác nhận là có bầu đứa thứ ba. Tôi nghe mà rụng rời, nuôi hai đứa cháu rồi, vợ chồng nó không nuôi, giao hết cho vợ chồng tôi. Thứ ba, hy sinh cả miếng ngon vì con cháu. Tôi có bà cô ngoài 80, ở nông thôn, mẹ tôi mỗi lần về ghé thăm, ngoài dăm trăm mẹ thường mua thêm thuốc và ít thức ăn. Cô không ăn để cho cháu, dù mẹ nửa đùa nhưng là thật. Ăn đi nhé, con cháu có cha mẹ nó lo, tụi nó còn cả đời để ăn, dì ăn miếng cho khỏe người cái đã.
vẫn hiểu lòng người bà, vẫn hiểu nước mắt chảy xuôi. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cám cảnh? Không phải ngẫu nhiên mà có từ Hiếu Thảo. Hiếu ai cũng biết rồi, nhưng Thảo có lẽ là một phần nội hàm của nó, liên quan đến việc quan tâm cha mẹ từ miếng ăn thức uống. Thứ tư, bán nhà bán vườn để theo con vào thành phố. Nhiều người trẻ cứ nhân danh vì cha mẹ nói là khuyến khích, nhưng có khi chẳng khác nào cưỡng chế di dời, đưa cha mẹ vô thế không đi được. Chúng chỉ biết tới sự an tâm của bản thân, quên mất cha mẹ cần có sự tự do. Họ muốn ho, tiểu tiện, khạc nhổ, lọ mọ nửa đêm trong ngôi nhà chắc chiêu của chính mình. Họ yêu đất, yêu vườn, yêu láng giềng, yêu sự quen thuộc hơn cả bản thân. Lẽ nào chúng ta muốn thấy cảnh lão hạc phải ăn bã chó chết để giữ cho con mảnh vườn? Chính sự hy sinh của họ tạo ra một thế hệ con cháu ỷ lại, và lòng biết ơn cha mẹ chỉ nằm lòng trên cửa miệng. Ông bà thương cháu lắm, không rời cháu được nửa bước, cứ lấy can đảm mà nói thẳng như bà mẹ nào đó. Mẹ già rồi, mẹ nuôi các con đã vất vả một đời, bây giờ để cho mẹ chút sức nghỉ ngơi. Mẹ có chút nào dành dụm, mẹ có thể giúp con thuê người, chứ đừng đặt trách nhiệm nuôi cháu lên vai của mẹ. Mà chưa hết còn cả hệ lụy. Khi yêu chiều con cái quá sẽ dẫn đến tình trạng dồn áp lực lên chúng, quan tâm thái quá tới đời sống của con. Đứa tự chủ sẽ cảm thấy mình là đứa trẻ chưa lớn và dễ sinh ra những mâu thuẫn không đáng có. Đối với đứa lệ thuộc thì nó lại mãi mãi là đứa trẻ có gương mặt phụ huynh. Đùn đẩy trách nhiệm của mình cho cha mẹ, dù bất cứ lý do gì, đều là kẻ lười biếng, vô trách nhiệm và vô cảm. Chỉ mong các bậc phụ huynh có tuổi trân trọng bản thân để sống lâu cùng con cháu. Phần con cháu chớ vội phán xét ai đó không trông cháu, không chờ cơm con, vì suy nghĩ hiện sinh và sự văn minh của họ, thay vào đó hãy động viên cha mẹ mình. Nếu ở phố, hãy tận hưởng tuổi già trong công viên, ngoài bãi biển, chụp hình, lên Facebook, trông cháu giúp 30 phút không hơn. Khi cha mẹ nó bận việc, có điều kiện hãy đi du lịch, thăm nom bà con, bạn bè đây đó. Nếu ở quê, hãy vun xới một mảnh vườn có rau, hoa và quả, thưởng trà, cờ tướng với hội bạn già, lùi lùi tới tới xóm làng, lâu lâu ghé trường mầm non, đón cháu giúp con khi nó về muộn. Tôi tin chẳng có văn hóa trong giữ cháu nào không bắt nguồn từ nếp nghĩ. Chúng ta thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực, hợp lý, văn minh, ta sẽ tạo ra văn hóa. Không thể có văn hóa gia đình khi ai đó cứ phải hy sinh và người khác mãi không chịu trưởng thành. Bạn thân mến, sau 60 tuổi, thường thì chúng ta đã đến lúc an nhàn và chính thức bước vào cuộc sống của một người già. Lúc này đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống này với tâm thái an yên, thoải mái nhất. Người xưa có câu, nuôi dạy con cái phòng chừng lúc về già. Nhưng thời đại đã thay đổi, chúng ta đừng quá phụ thuộc vào con cái. Hãy dựa vào chính bản thân mình, tự quyết định cuộc sống của mình. Tuổi già dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Hãy nhớ 4 điều sau để quyết định cuộc sống của bạn. Thứ nhất, quản lý thật tốt sức khỏe của chính mình. Cơ thể khỏe mạnh quyết định chất lượng cuộc sống. Nếu bạn có được sức khỏe, thể chất nhanh nhẹn, bạn có thể tự túc mọi sinh hoạt và sở thích. Không cần mướn người giúp việc, cũng không cần phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con cái. Vì vậy, để khỏe mạnh thì trong cuộc sống hàng ngày, cần phải tăng cường tập thể dục. Ngoài ra, cần vui vẻ lạc quan, cười nói nhiều hơn, tránh xa năng lượng tiêu cực, ít giận dỗi, không quản những việc vặt. Có như thế mới mong khỏe mạnh và sống lâu được. Thứ hai, có một khoản tiền dưỡng già. Tuổi càng cao bạn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Không ai biết được ngày mai xảy ra chuyện gì. Chuyện duy nhất bạn phải làm là sống tốt mỗi ngày. Già rồi, sức khỏe không được như người trẻ tuổi, hiệu quả công việc và tiền kiếm được cũng sẽ ít hơn. Bạn nhất định phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão, ít nhất là phải đủ để nuôi bản thân sống qua ngày. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Lớn tuổi, nhiều bệnh, con cái dốc lòng chăm sóc sẽ khiến bạn thấy tội nghiệp cho chúng. Mà con cái lạnh lùng, bỏ bê thì bạn khổ không để đâu cho hết. Cho nên không thể không có tiền dưỡng lão. Có tiền rồi, ít nhiều gì cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Hãy có chuẩn bị từ trước, cả đời chỉ dựa vào bản thân mình, ấy cũng là một loại hạnh phúc. Tiền không nhất thiết phải nhiều,
nhưng phải đủ để dùng. Tiền phải nằm trong tay mình, đứng tên của mình thì mới chắc chắn. Khi về già, sống không cần quá tiết kiệm nữa. Những gì đáng tiêu thì tiêu, không đáng thì đừng tiêu. Cũng đừng mạo hiểm đầu tư và phải chú ý để không bị mắc lừa. Thứ ba, giữ tâm trạng luôn vui vẻ và lạc quan. Mọi người khi già đi thường dành tình cảm cho gia đình như tình yêu với vợ chồng, con cái, cháu chắt. Tuy nhiên sự thật là bạn không nên can thiệp vào gia đình con cái của mình trừ khi họ cần bạn giúp đỡ. Thì trong khả năng của mình, cái gì có thể giúp thì hãy giúp. Thay vào đó, bạn nên đối xử tốt với người vợ hoặc chồng của mình hơn. Bởi vì ngoài cha mẹ ra, đó sẽ là người luôn ở bên bạn những lúc khó khăn hay những lúc thành công, cùng bạn nắm tay đi hết con đường này. Thông thường, thời gian rảnh rỗi hãy quan tâm đến bạn bè nhiều hơn. Bạn bè thân thiết lâu không gặp thì hãy gặp nhau nhiều hơn, tụ tập ăn uống nhiều hơn. Bạn bè chính là niềm vui trong cuộc sống bên cạnh gia đình của bạn. Thứ tư, trân trọng người bạn đời bên cạnh. Khi về già, bạn sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Nếu chỉ có một mình thì dù ngoài miệng không nói, đến lúc đêm hôm yên tĩnh, tất cả cay đắng đều sẽ hiện ra rõ ràng. Kể cả khi có con cái bầu bạn, chúng cũng vẫn có cuộc sống của riêng mình. Cũng phải nỗ lực cải thiện cuộc sống để con cái vì phải chăm sóc bạn mà gánh chịu áp lực nặng nề cũng đâu phải là điều bạn muốn. Cho nên con người ta về già, tốt nhất là có bạn đời ở bên. Ít nhất khi cô đơn còn có một bờ vai để dựa vào. Khi buồn chán còn có người trò chuyện, sống vui vẻ hơn một chút. Con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Cho nên vì hạnh phúc của mình cũng không làm phiền đến con cái thì tốt nhất là có một người bạn đời ở bên. Các bạn thân mến, chúng ta ai rồi cũng sẽ phải già đi. Đó là quy luật của cuộc sống mà chẳng ai có thể ngăn cản được. Bạn không nhất thiết phải sợ hãi, sợ đối diện với nó. Chỉ cần có những chuẩn bị thật tốt về tâm lý, tâm thái thì chắc chắn tuổi già sẽ an yên, tận hưởng những điều tốt đẹp. Hãy là hậu phương vững chắc của con cái. Đừng tạo áp lực, cũng đừng là gánh nặng của chúng. Hãy sống những năm tháng của tuổi già thật vô tư và hạnh phúc. Các bạn có đồng ý với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh.